xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào, một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang vươn mình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Khán giả thân mến, hôm nay em đến đây với sự tổng động viên và cổ vũ của 500 anh em, bà con, bạn bè, hàng xóm với tiêu chí là mang sợi bông về chia cho dân làng. Duyên dáng và tự tin. Vợ mất thời gian bao lâu để nấu xong một bữa cơm 30 phút. Dám đang, nhanh nhẹn trong nội trợ. Vợ chồng em rất là thích đi phượt ạ. Năng động và vô cùng cá tính. Đó là ba cô vợ đến với Vợ Tôi Là Số 1 tuần này. Những thử thách của chương trình liệu có làm khó được ba cô nàng đến từ ba tỉnh thành miền Tây? Bình tĩnh em ơi, thế giới để anh lo. Và vị trí số 1 sẽ gọi tên ai? Câu trả lời hấp dẫn sẽ có ngay sau đây. Đại Nghĩa xin chào bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhà hàng Shop Nước Hoa Sạch Thơm Lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa bà con, Vợ Tôi Là Số 1 là một sân chơi để cho các gia đình đến đây tham gia cùng với nhau để có những kỷ niệm thật đẹp, là một nơi để cho những chị vợ tỏa sáng khi mà vượt qua những thử thách, những khó khăn cùng với ông xã của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với gia đình đầu tiên, Võ Thị Trân Úc và Lê Vũ Linh đến từ Tiền Giang. Chào hai em. Em chào anh Đại Nghĩa và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Trân Úc, hiện tại là nhân viên văn phòng. Và ông xã của em Lê Vũ Linh, hiện tại là giáo viên. Giáo viên dạy gì em? Dạ hiện tại ông xã em là giáo viên thể dục. Ông xã em có cái khả năng rất là, em rất là ngưỡng mộ luôn á, rất là tưng bóng ạ. Ông tưng bóng giỏi lắm hả? Dạ. Thôi bây giờ nè, để cho ông thể hiện mình luôn, cho ông tưng bóng thử cho mọi người xem được không? Dạ được. Rồi cho xin cái bóng. Đây. Mời em thử nha, vỗ tay. Hai mươi hai lần tưng bóng, vỗ tay, vậy là hay rồi. Ở đây bao nhiêu con người rung chứ đúng không? Dạ. Có đi tung tăng chơi đâu không? Dạ có, trung bình mỗi một năm thì vợ chồng em ca kế hoạch là đi một nơi. Sau cái chương trình này thì vợ chồng em định đi Côn Đảo ạ. Nếu mà có tiền đi chơi bữa tưng bừng ha. Dạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình thứ hai các bạn nha. Gia đình của Phạm Thị Thùy Nhiên và Đỗ Minh Nhật đến từ Vĩnh Long. Xin chào quý khán giả, chào anh Đại Nghĩa, MC của mọi nhà. Em xin giới thiệu, em tên là Thùy Nhiên và đây là bố của con em tên là Minh Nhật. Quý khán giả thân mến, hôm nay em đến đây với sự tổng động viên và cổ vũ của 500 anh em, bà con, bạn bè, hàng xóm với tiêu chí là mang sợi bông về chia cho dân làng. Còn mà xui hơn thì em cũng thực hiện được ý đồ của mình, đó là được giao lưu, học hỏi, được lên sóng truyền hình. Về những lý tưởng cao đẹp đó, hãy cổ vũ nhiệt tình cho em cũng như hai đội bạn cùng chơi nha. Mọi người ơi, mọi người ơi. Công việc của em là gì nè? Dạ, hiện tại em ở nhà giữ con. Vậy hả? Chứ trước đây em làm gì? Trước đây em làm bên tổ chức sự kiện và phóng viên. Tổ chức sự kiện hèn chi, ăn nói rất là lưu loát. Rồi được sự tổng động viên thì kia quá trời quá đất luôn. Rồi ông chồng làm gì em? Dạ, chồng em hiện đang làm công việc là kinh doanh bỏ sỉ điện thoại di động ạ. Vợ chồng thứ ba đến với chương trình ngày hôm nay là vợ chồng Nguyễn Thị Hân và Lê Xuân Hiếu đến từ Cần Thơ. Dạ chào anh Đại Nghĩa, quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Hân, nghề nghiệp là nhân viên văn phòng. Và đây ông xã em, anh Lê Trung Hiếu, hiện tại là nhân viên kinh doanh. Đến với chương trình thì em cũng có một kỷ niệm muốn chia sẻ. Đó là khi mà tụi em chưa yêu nhau á, thì anh có xin phép đến phòng em chơi. Và anh thấy trên bàn thì có cái giỏ hoa giả, hoa giấy á, thì anh nói là đẹp quá, em mua ở đâu? Em nói là em tự làm thì anh không tin. Em đã biểu diễn cho anh xem. Và hôm nay thì đến với chương trình em cũng có đem một ít hoa đến tặng cho Đại Nghĩa, cũng giống như là hai đội bạn cùng chơi. Hoa em làm luôn hay sao? Dạ hoa em làm. Đẹp quá. Em gửi tặng anh Đại Nghĩa. Cảm ơn em, mọi người ơi coi nha, rất là đẹp nha. Những cái hoa được làm bằng giấy, cái lá ni lông. Còn mấy cái bông này là hoa thiệt nè. Và đây là cặp vợ chồng thứ ba, rất là khéo tay. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Dạ. Rồi, mời tất cả mọi người chúng ta về vị trí của mình.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, khởi động. Hồi nãy hai vợ chồng có nói là thích đi chơi, đi du lịch phải không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà mình đi du lịch theo hình thức nào? Mình đi trong tour hay là mình tự lên xe, mình vác ba lô mình đi? Dạ vợ chồng em rất là thích đi phượt ạ. Vác ba lô lên và đi thôi Chỉ có hai người đi với nhau thôi? Dạ đúng. Hay quá, có một cái sở thích chung rất là thú vị mà hai người cùng thích như vậy luôn. Cho nên chủ đề dành cho hai vợ chồng bây giờ sẽ là du lịch. Câu số 1, bao lâu hai vợ chồng đi phượt một lần? 3 tháng, 1 năm không trùng khớp. Câu số 2 nè, vợ hay chồng, ai là người sắp xếp cho chuyến đi chơi? Ví dụ như là đặt phòng, đặt xe, tìm điểm tham quan thì ai là người làm cái chuyện đó? Vợ trùng khớp. Câu 3, địa điểm du lịch nào hai vợ chồng có nhiều kỷ niệm nhất? Đà Lạt trùng khớp. Kỷ niệm gì đó vậy? Dạ, Đà Lạt được xem là chuyến du lịch mà vợ chồng của em đi lâu nhất. Mấy ngày? Dạ, 3 ngày 2 đêm. Lâu quá, tới 3 ngày lận. Câu số 4, vợ hay chồng, ai rành đường hơn? Vợ trùng khớp nữa, ổng nữa. Dạ, bây giờ sắp xếp là bà vợ phải sắp xếp, rồi bây giờ rành đường cũng bả. Đừng có nói với anh là bây giờ đến cái chuyện mà lái xe cũng bả lái nha. Dạ đôi khi những cái đường nào mà vắng thì em cũng để cho vợ em lái. Rồi bỏ tay ông luôn. Câu số 5, hai vợ chồng thường đi chơi riêng hay đi chung với nhóm bạn? Riêng trùng khớp. Như vậy là với gia đình đầu tiên có tất cả là 4 câu trùng khớp, mang về 1.200 điểm. Gia đình số 2 của Nhiên và Nhật. Mục tiêu. Câu 1, chồng hay vợ, ai là người hay lo xa? Chồng trùng khớp. Câu số 2, hai vợ chồng có kế hoạch chung nào gần đây? Mua xe cho con hả? Hai chồng em đang cần mua một cái xe đẩy cho em bé thứ hai á, thì bé mới có khoảng 6 tháng. Câu số 3, điều gì vợ dự định hoài mà chưa làm được? Vợ tự đi làm, có nhà riêng chưa trùng khớp. Dạ thì vợ em thì mấy năm nay là nuôi bé không à. Vợ em muốn làm riêng tại thấy em kinh doanh của một mình thôi. Vợ muốn làm thêm một cái lĩnh vực nào đó để phụ thêm kinh tế gia đình. Câu số 4, mục tiêu công việc lớn nhất của chồng trong năm nay là gì? Của chồng trong năm nay là gì? Phân phối điện thoại có nhiều vốn hơn vẫn chưa trùng khớp. Em nghĩ là thì chồng em vẫn đang phân phối điện thoại, thì bây giờ anh cần nhiều vốn hơn để làm cho nó lớn mạnh hơn. Vậy hả? Nhiều khi là chúng ta cũng có hiểu về nhau như vậy đó, nhưng mà để nói ra được, để cho nó có ý, nó giống nhau, nó trùng với nhau thì lại không có đúng ý với nhau. Rất là tiếc. Đến câu thứ 4 rồi nha, ráng câu số 5 nè. Ai trong hai vợ chồng là người cầu toàn? Chồng. Vợ, trời ơi, lại không trùng khớp. Các bạn trúng được một câu đầu tiên, đó là câu số 1, người chồng là người hay lo xa. Và chúng ta có được 300 điểm. Tiếp theo, gia đình số 3, chủ đề của mình là giờ giấc. Câu 1, vợ và chồng ai thức dậy sớm hơn? Vợ trùng khớp. Em dậy lúc mấy giờ em? Dạ em dậy lúc 6 giờ sáng. Em đi chợ về để buổi trưa em nấu. Câu số 2, vợ mất thời gian bao lâu để nấu xong một bữa cơm? 30 phút. 30 phút trùng khớp luôn. Câu 3, vợ hay chồng, công việc của ai cần đúng giờ giấc hơn? Vợ trùng khớp. Câu 4, chồng dành bao nhiêu tiếng một ngày để chơi với con? Ngày ông dành mấy tiếng đồng hồ để chơi với con nè? 2-30 phút. Câu 5, ai trong hai vợ chồng thường thức đêm để chăm con lúc bệnh? Vợ trùng khớp luôn. Em rồi còn lúc đó em làm gì? Con bệnh em ngủ hả?
Dạ cũng có ngủ. Dạ với ông xã em cũng thường đi xuyên đi công tác á, cho nên là em thường ở nhà với con hơn. Và gia đình chúng ta trong 5 câu mình trùng khớp được 4 câu mang về 1.200 điểm. Chúc mừng em. Kết thúc vòng thi đầu tiên, điểm số các gia đình như sau. Gia đình của Úc và Vũ Linh 1.200 điểm. Gia đình Thùy Nhiên, Minh Nhật 300 điểm. Gia đình của Hân và Hiếu 1.200 điểm. Như vậy là ở vòng thi đầu tiên này thì Úc và Hân sẽ được tiến lên một bước. Đầu tiên là Úc nè. Dạ, em chọn ở bên phải ạ. Mời em bên phải. Bên phải, sáng đèn. Dạ, chúng mình sẽ học là một cái bếp điện từ. Chúc mừng em. Còn Hân, em chọn ô bên nào? Dạ, em cũng chọn ô bên phải. Mời em bên phải, sáng đèn luôn. Và Hân nhận được sản phẩm là một cái quạt máy. Chúc mừng. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai. Đồng lòng vượt khó bắt đầu. Chúng ta sẽ đến với trò chơi cũng là thử thách mà chương trình đưa ra cho các cặp đôi ở vòng thi thứ hai này. Đó là mình phải tâng bóng vào trong cái ly. Hai vợ chồng đứng hai bên cầm hai cái giọt quýnh bóng bàn, rồi tưng qua tưng lại làm sao đó để lên tới cái vị trí này, và tưng cái banh nó rơi vào bất kỳ cái ly nào cũng được hết, ly nào cũng được. Và trong chỉ 1 phút 30 giây thôi, gia đình nào có nhiều banh nó rơi vào ly thì xem như gia đình đó sẽ chiến thắng, sẽ có được 2.000 điểm. Về nhì dòng này được 1.500 điểm, về ba là 1.000 điểm. Cố gắng lên nha. Đầu tiên là cặp vợ chồng thể thao, ông chồng tưng bóng, giờ qua tưng banh. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. À, hay quá, tưng qua, đúng rồi. Rồi đi đi, em đi. Khéo léo vô rồi, cùng luôn, khéo quá. Rồi. Đúng sở trường của ông chồng luôn. Dạ, tiến nhìn nhanh. Rồi. Rồi, chuẩn bị chạy về. Chạy về lẹ. Đừng thèm cho nó làm gì. Nó chạy về lẹ. Cái này. Rồi về lẹ. Rồi bình tĩnh. Không kéo về không? Rồi đi. Rồi chuyển qua cho anh. Đúng rồi. Rồi vô anh ơi. Vô, chạy về lẹ. Rồi đi. Hay quá. Rồi. Vô. Yeah. Về lẹ. Hay quá. Rớt, trời ơi. Tỉnh em đi, cố gắng lên. Cái vàng đi, cái vàng đổi. Rồi đi qua em, đi qua lẹ nhanh. Rồi đi qua, bình đi tĩnh, qua. Bình tĩnh. Còn vài giây. Trời ơi, rớt rồi. 10 giây cuối cùng. Qua đi em. 5 4 Rồi đi anh. 3 2 1 Trời. Vào cái giây cuối cùng thôi, trái banh vàng nó không rơi được vô ly. Như vậy là mình chỉ có 3 trái banh vào ly thôi nha. Chúc mừng gia đình số 1. Mời gia đình số 2. Rồi, chuẩn bị. Bình tĩnh. Bắt đầu. Khéo quá. Vô. Rất nhanh quá. Nha. Quá bạn. Đó. Vô luôn. Hay. Tiếp. Bình tĩnh em ơi. Thế giới để anh lo. Ừ. Giờ này mà còn ngôn tình nữa. Thế giới đi anh lo. Để coi anh lo được mấy trái. 8 trái. Để thế giới trọng lo đó. Hay quá. Vô không? Văng ra ngoài rồi. Tiếp quá. Ráng lên em ơi, 3 trái rồi. Ôi, văng ra ngoài. Còn 30 giây nữa thôi. Đây rồi. 30 giây cuối cùng. Có lệnh. Vượt qua được không? Trời ơi. Hết giờ.
ba bốn trái lên tới đây văng ra ngoài, lên tới đây văng ra ngoài, trong khi ba trái đầu tiên vô ngọt ngào gọn gàng luôn. Chúc mừng hai vợ chồng. Mời cặp đôi cuối cùng. Tiếp theo gia đình của Nhiên, mình đang bị hai gia đình kia dẫn trước điểm mà họ vô được có ba trái thôi. Bây giờ mình chỉ cần bốn trái một cái là mình lấy điểm 2000 mang về liền nha. Cố gắng lên em. Cố lên nè. Bắt đầu. Đâu lên. Đâu. Đó đúng rồi. Oh, đáng lên, đáng lên, đáng lên, đáng lên. Chào bạn. Rồi em bước lên luôn. Đúng rồi. Rồi em bước lên luôn. Rồi đúng rồi, ráng vô nè ông chồng ơi. Ráng vô, ráng vô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhẹ nhàng, bình tĩnh. Đây. Đó, quen tay rồi đó. Yeah, hai trái. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nè. Rồi đưa vô luôn nè. Ngọt ngào nè. 5 4 3 2 1 hết giờ. Nhà mình đưa được hai trái banh vào ly. Kết thúc vòng thi thứ hai. Điểm số như sau. Gia đình của Út 3200 điểm. Thùy Nhiên 1800 điểm. Và gia đình của Hân 3200 điểm. Út và Hân, các em sẽ là được tiến lên một bước. Đầu tiên là Út. Dạ em chọn ô bên phải ạ. À. Mời em ô bên phải. Ô bên phải không có đèn. Còn Hân? Em chọn ô bên trái. Bên trái mới có đèn. Và gia đình của Hân sẽ nhận được sản phẩm là một cái nồi chiên không dầu. Chúc mừng em. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi tiếp theo. Tâm đầu ý hợp. Ở vòng thi này, chúng ta sẽ coi coi họ hiểu ý nhau ra sao. Một người diễn tả, một người kia đoán từ khóa. Và hãy nhớ là không được nói những cái từ trùng khớp với từ khóa các em nha. Một từ khóa đáng đúng mình sẽ có 500 điểm. Mời em nhìn lên màn hình. Chủ đề phim ảnh. Thời gian bắt đầu. Anh có hai từ khi mà muốn điểm phim mà muốn đóng phim đó thì ta cầm cái gì để ta coi. Kịch bản. Dạ đúng rồi. Cái này có hai từ. Diễn viên mà người ta không thấy hình á, người ta lòng tiếng. Cái này có 3 từ, ngồi chơi phủ là gì? Giờ chính. Đó là đúng từ cuối, từ đầu là 2 từ. Con người gọi là cái gì? Tiếp diện. Không không, con người á, thôi bỏ đi. Người ta chết rồi người ta quả thiêu, người ta lấy cái gì? Cốt. Cốt truyện. Đúng rồi. Có 4 từ ha. Như anh đại diện nghĩa đóng phim thì gọi anh nghĩ đại nghĩa là cái gì? Diễn viên. Có nhiều người mà ngàn ngày cát xê 200-300 đó gọi là cái gì? Diễn viên phụ. Không. Diễn viên quần chúng. Này có 3 từ nha. Thường á, ngược cái giai phụ. Giai chính. Này có 3 từ. Ok. Heo, gà, chó thì gọi là con gì? Con vật. Ghép lại. Chính vật, vật chính, nhân vật chính. Chính xác. Chúng ta đã có 5 từ khóa giải mã ra được 2500 điểm dành trọn vẹn cho gia đình của Hân. Chúc mừng em. Mời gia đình tiếp theo. Đây là cơ hội cho mình lấy thật nhiều điểm về, rút ngắn khoảng cách với những gia đình còn lại. Cố lên Nhiên ha. Em là người diễn tả đúng không? Dạ em diễn tả. Mời em nhìn lại màn hình. Đây là sản phẩm của nhà tài trợ nhãn hàng Shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Chủ đề mùa hè. Thời gian bắt đầu. Bữa hổm mình đi du lịch bên Vũng Tàu á, thì mình ra tới cái gì mình chụp hình cát bãi biển. Đúng rồi. Đứng nóng quá mình bị gì da? Rám da, cháy nắng. Đúng. Rồi thời tiết thì sao? Nóng nực, hôi bức. Đúng. Đúng. Rồi anh nói nếu mà không cho con đi chơi không tắm biển á thì sẽ đi đâu? Trẻ em chơi mà để tắm á. Hồ bơi. Buổi sáng đi tập thể dục ở đâu? Công viên. Bơi. Công viên nước. Có 4 từ. Cái này là nó một câu này nó miêu tả cái sự mà nó
oi bức như nãy anh nói đó. Oi bức là gì? Tại sao oi bức? Nóng nực. Trái nghĩa với nước là gì? Trái với nước là lửa. Rồi cái một câu này là câu so sánh. Bốn từ so sánh cái sự oi bức nó rất là nóng luôn. Nóng. Ca sĩ cái gì Quỳnh? Ca sĩ Quỳnh hay Dương Ca? Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Cái gì Quỳnh đó? Như Quỳnh. Nóng. Nóng nè. Rồi anh hỏi gì? Anh hỏi nóng gì? Hết giờ. Bà vợ bà cũng như là hoàng hậu vậy đó. Bà cao sang, bà điềm đạm, bà đứng bên nói. Nhưng ông chồng cũng rất là nhanh. Đoán là được 4 từ. Mang về 2.000 điểm. Em ơi ha. Mời gia đình tiếp theo. Gia đình của Úc. Em là người diễn tả hả? Dạ. Dạ. Nhìn lên màn hình đi em. Đó là sản phẩm của nhà tài trợ. Nhãn hàng shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Phần quà dành cho chúng ta. Chủ đề thời gian. Bắt đầu. Mày có hai từ nghe em. Cái trái mít thì nó có cái gì? Dài. Cái gì để mình ăn? Ối. Rồi đúng. Ối giờ. Đúng. Trái nghĩa đi sớm. Trễ. Rồi đúng từ đầu. Trễ hẹn, trễ giờ. Cái chuối thì mình nguyên bộ thì mình cắt ra thì từng gì lấy cho mình. Nãy. Rồi. Trễ nãy. Rồi đúng. Này có ba từ nha em. Cái lịch mà để anh đi dạy á. Thời khóa biểu. Rồi đúng. Ở này có bốn từ nha em. Cái này dưới sông thì có gì? Nước. Rồi đúng từ đầu. Nước thì sao? Nước chảy đá mềm. Đúng hai từ đầu. Trên trời có cái gì để mưa? Mây. Đúng. Mây gì? Mây gió thì không, nước như thế nào, nước như thế nào? Nước chảy, mây trôi. Đúng. Rồi này có hai từ nghe em. Cái trái nghĩa với hiện tại. Quá khứ. Rồi đúng. Hay. Được. Lần này ông chồng thể hiện tốt nè. Trời ơi, ai ngờ đâu cái vòng ba ông thể hiện xuất sắc, diễn tả hợp lý để bà vợ đoán được cả năm từ khóa luôn. Trong vòng 1 phút được cộng thêm 1.000 điểm. Chúc mừng. Vậy là ở vòng thi này, gia đình của Úc và Linh chiến thắng tuyệt đối. Năm từ khóa giải mã được còn cộng thêm 1.000 điểm nữa. Chưa hết, giờ có cơ hội tiến lên một bước nữa để coi có quà hay không. Em chọn bên nào? Em chọn bên phải ạ. Mời em bên phải, có gì xuất hiện không? Ánh sáng xuất hiện của bà con. Dạ, ô bên phải đã mang lại cho gia đình Trân Úc sản phẩm là một cái bình thủy điện. Xin chúc mừng. Điểm số của ba gia đình như sau, xem nha. Trân Úc 6.700 điểm, Thùy Nhiên 3.800 điểm và Hân 5.700 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với gia đình của Thùy Nhiên tại đây. Kem sẽ ra về với giải thưởng trị giá là 3.800.000 đồng. Gia đình còn lại là gia đình của Hân và Úc sẽ bước vào vòng thi thứ tư. Nhanh tay đáp lẽ. Thưa quý vị, ở một cái cửa hàng nọ, bà chủ cửa hàng mới nói với tất cả các nhân viên của mình rằng ngày mai khi các cô đi làm, các cô phải trang điểm thật đẹp, quần áo phải lộng lẫy, bới đầu bới cổ cho cao, đặc biệt là phải ngát hương hoa cho tôi. Mấy cô nhân viên mới thắc mắc, quay qua quay lại hỏi, cuối cùng mới hỏi thẳng bà chủ luôn: dạ thưa chị, không lẽ ngày mai mình tiếp đón một phái đoàn nào đặc biệt hay một khách VIP, khách VIP nào hay sao mà chị yêu cầu tụi em phải ngát hương hoa hả chị? Bà chủ mới từ tốn trả lời: không, ngày mai chúng ta cần phải bán hết chỗ hàng sắp quá hạn. Và thưa quý vị, xin tiết lộ cho mọi người biết, đó là cửa hàng bán mắm nêm. Mà mắm nêm mà nó quá hạn thì biết nó kinh khủng cỡ nào rồi. Cho nên là bà chủ yêu cầu các nhân viên của mình phải ngát hương hoa là như thế. Một câu chuyện nho nhỏ để cho hai chị em ở đây cảm thấy thoải mái trước khi bước vào vòng thi quan trọng này. Đầu tiên anh hỏi Úc, em muốn đặt cược bao nhiêu? Dạ em xin cược 1.000 điểm ạ. Hân. Dạ em 1.000 điểm. Cảm ơn em. Uống cà phê làm tăng hay giảm nguy cơ đau đầu? Mời Úc. Uống cà phê sẽ làm tăng nguy cơ đau đầu ạ. Đây là câu trả lời không chính xác. Chất caffeine trong cà phê có tác dụng làm giảm đau đầu rất tốt. Tuy nhiên cũng không nên quá lạm dụng cà phê vì có thể gây ra tình trạng mất ngủ. Chính vì thế khi chúng ta làm việc mệt mỏi, căng thẳng, đầu óc có vẻ như là băng thì mình cần có một chút cà phê. Câu số 2, chủ đề mèo vặt gia đình. Em cược 1.000 điểm. 1.000, Úc. Em cược 1.000 luôn ạ. 1.000 luôn. Vỏ trứng giúp làm trắng quần áo hay tẩy sạch chai lọ? Mời Úc. Dạ vỏ trứng sẽ giúp tẩy sạch chai lọ ạ.
Chắc chưa? Dạ chắc. Đây là câu trả lời chưa đúng. Hân. Dạ, theo em là cả hai ạ. Theo em là cả hai. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Bỏ tí gì nát hòa cùng nước có tác dụng cạo sạch vết bẩn lâu ngày bên trong lọ bình bằng sành sứ thủy tinh, còn cho vỏ trứng nghiền nát vào túi vải, ngâm trong nước ấm giặt quần áo trắng, vết bẩn trên áo sẽ nhanh chóng biến mất là do mấy cái vỏ trứng nó ma sát, nó cọ quẹt làm tan ra những cái vết bẩn đó. Câu số 3. Em xin được 1.000 điểm ạ. Em 1.000. Gội đầu bằng nước lạnh hay nước nóng sẽ giúp hạn chế rụng tóc. Mời Út. Nước lạnh ạ. Đáp án nước lạnh là đáp án chính xác, chúc mừng em. Gội đầu bằng nước lạnh giúp lỗ chân lông trên da đầu se khít lại, nhờ đó tình trạng rụng tóc cũng sẽ giảm hơn so với gội đầu bằng nước nóng. Câu số 4. Mèo vặt đời sống. À, em cược hơn nửa số điểm. Em cược nửa số điểm luôn. Nửa số điểm luôn. Đây, bưng một cái mâm gồm có hai nải chuối tới cho em coi. Có kỹ chưa? Dạ rồi. Rờ nắng này kia nó. Đây thưa quý vị, trên tay em là hai nải chuối. Hãy phân biệt đâu là chuối ngự, đâu là chuối cao. Cái nải chuối cao á, là cái nải nó tròn tròn và nó nhiều trái, trái hơn. Còn nải chuối ngự á, thì trái nó vuông và vỏ nó dày, nó to hơn nải chuối cao. Tức là cái này là chuối cao. Đúng rồi. Cái này là chuối ngự. Dạ đúng. Rồi sao nữa em? Dạ khi chín á, thì cái nải chuối cao đó nó sẽ chuyển sang màu vàng rất đẹp. Còn chuối ngự á, thì nó sẽ hơi xanh xanh vàng vàng, nó không được điều màu. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Đây chuối cao, quả tròn nhỏ mập, vỏ mịn, khi chín thì dễ rụng râu, thơm, vị ngọt thanh, nguồn gốc ở tỉnh Tiền Giang. Còn chuối ngự á, thì quả tròn, khi chín vẫn giữ được râu, thơm, vị ngọt sắc, nguồn gốc là tỉnh Hà Nam. Tác dụng là điều hòa tim mạch, hệ thần kinh. Chủ đề số 5 là thực hành. Dạ em chơi nửa luôn ạ. Chơi phân nửa luôn, còn hơn 4.000 điểm. Đây, tiếp tục cho các em xem. Em, người chơi hãy đoán đúng tên các loại nấm và cho biết trong các loại nấm trên, nấm nào đem chiên sẽ tiết ra độc tố. Mời Út. Rồi cho anh xem. Em đoán coi cái gì. Dạ đó là nấm gà. Nấm gà hả? Nấm đùi gà. À tiếp. À, cái cọng nhỏ nhỏ là nấm kim châm ạ. Ừ. Cái bên đó là nấm rơm. Nấm rơm. Dạ. Cái còn lại là, em nhớ không lầm, là nấm hương. Ừ. Rồi gì nữa? Hết rồi đúng không? Dạ. Giờ thì theo em, trong bốn loại này, loại nào chiên sẽ tiết ra độc tố? Khi mà đem nấm đi chiên thì cái loại mà sẽ tiết ra độc tố đó là không có cái nào ạ? Không có cái nào. Trước tiên anh nói về cái tên gọi nha. Nấm đùi gà đúng. Nấm kim châm đúng. Nấm rơm đúng. Em nói cái này là? Tâm cô. Nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô, chính xác. Với cái câu hỏi phụ là trong bốn loại nấm này, loại nào mang đi chiên sẽ tiết ra độc tố, thì em nói rằng không có loại nào cả. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng em. Đúng là như thế. Không chỉ là một món ngon trong bữa cơm gia đình, nấm còn được xem như là một vị thuốc bổ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Nấm rơm giúp điều trị giảm trí nhớ, suy nhược cơ thể. Nấm kim châm tốt cho dạ dày, đường ruột. Nấm đông cô hay còn gọi là nấm hương thì tăng cường miễn dịch. Nấm đùi gà thì giúp hạ đường huyết. Không có nấm nào tiết ra độc tố khi chiên lên cả. Tuy nhiên, nếu chiên thì nên chú ý bỏ thật ít dầu. Nếu chiên quá nhiều dầu sẽ gây đầy bụng khó tiêu. Điểm số như sau. Gia đình của Úc 8.550 điểm. Gia đình của Hân 9.300 điểm. Như vậy gia đình của Hân là gia đình chiến thắng. Mời hai em tiến lên phía trước nào. Chia tay với gia đình của Úc tại đây. Đây tặng vòng hoa cho bà xã. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Bây giờ thì gia đình của Hân đang ở đây. Hân ngồi trên chiếc cân vàng. Chắc nghi được chừng dài bịch thôi là hai cái chiếc cân hai bên nó bằng nhau quá. Bây giờ ông chồng Hiếu chuẩn bị bắt đầu.
được nhiêu ký đây, thấy cơ bộ mỏng manh quá. Rồi, chữ shop đã sáng đèn. Rồi, hai người còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Thưa quý vị, kết thúc chương trình ngày hôm nay, về ba là gia đình của Thùy Nhiên với giải thưởng là 3.800.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhi là gia đình của Út với giá thưởng là 8.550.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về nhất là gia đình của Hân, giá thưởng là 9.300.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và ngoài ra thì cả ba gia đình đều được nhà tài trợ, đó là nhãn hàng shop, tặng thêm một phần quà, đó là một bộ chén dĩa cùng với một cái nồi thiệt bự. Chúc mừng cả ba gia đình và cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con cô bác vào tuần sau 20:30 tối Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 3:00 sáng của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và 16:30 của ngày thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Bà con nhớ khung giờ này để mở TV xem nha. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.